La Luân trả lại vòng vàng. Bộ phim này cải biên dựa trên Minh Sử La Luân truyện. La Luân tự là Di Chánh, người Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây, đời nhà Minh. La Luân từ nhỏ gia cảnh nghèo khó nhưng rất hiếu học, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu đạo hiếu để nhân nghĩa, sau này trở thành tú tài, càng lập chí học theo thánh hiền. La Luân làm người nghiêm khắc với bản thân, coi thường công danh phú quý, phàm là hiểu đạo nghĩa đều nhất quyết làm cho bằng được, cả đời làm vô số việc thiện. Hả? Trái cây nhiều chưa nè? La Luân, bạn ở đó làm gì vậy? Con không mang qua đây cùng Nhật ăn đi. Đúng đó, trái này ăn ngon lắm. Bạn không muốn ăn hả? Mình cũng muốn ăn, nhưng mà chưa được sự cho phép của chủ vườn, sao có thể tự tiện nhặt ăn được? Trái cây này đều tự rớt xuống đất, chúng ta đâu có hái từ trên cây xuống đâu, sợ gì chứ? Rơi xuống đất thì cũng là rơi xuống từ trên cây của người khác xuống. Mình nghe nói qua ruộng dưa không cột dây, dưới cây mận không chỉnh nón, các bạn làm như vậy là không đúng đâu. Đâu có ai nhìn thấy chứ, ăn thử một trái đi. Mình không ăn, không ai nhìn thấy thì càng không nên làm như vậy. Không sao đâu, nếm thử một trái đi. La Luân tuy xuất thân nghèo khó, nhưng từ khi còn nhỏ đã bắt đầu bộc lộ đức hạnh bất phàm. Vì giúp gia đình duy trì cuộc sống, mỗi ngày tiểu La Luân còn phải đi chặt củi và chăn dê. Đói bụng quá. La Luân à, bạn đói chưa? Hôm nay mình đem theo màn thầu cho bạn một cái nè. Sáng nay mẹ mình nướng bánh cho mình, ngửi xem thơm chưa nè, bạn ăn thử đi. Cảm ơn hai bạn, mình có đem theo đồ ăn. La Luân, bạn xem trời đẹp chưa kìa, chúng ta qua đó chơi đi. Đúng đó, qua bên đó chơi đi La Luân. Mình muốn đọc sách một lát. Bạn ấy xong đi, tụi mình đi đây. Được thôi. Đợi mình với. Nè, đợi mình với. Lẹ lên. Lẹ lên. Người ta không biết đến mình mà mình không hờn giận, chẳng phải là bậc quân tử đó sao? Người ta không biết đến mình mà mình không hờn giận. Không hờn giận, không hờn giận, không hờn giận có nghĩa là gì? Nè, La Luân, mang qua đây chơi đi. Bạn xem, tụi mình chơi vui ơi là vui nè. La Luân, ra chơi chung với hai đứa mình nè. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Chọn điều thiện mà học theo, thấy điều bất thiện mà sửa mình. Tiểu La Luân theo tiếng đọc sách vang vọng đó mà dần dần trưởng thành. Năm thành quá thứ hai đời nhà Minh, gặp kỳ thi hội, La Luân nhanh chóng lên kinh ứng thí. Thiếu gia, nhìn xem, phía trước có dòng suối trên núi. Hả?
Thiếu gia, nước suối ngọt lắm. Thiếu gia, cậu đói chưa? Ngươi vừa hỏi vậy, trong bụng đúng là cảm thấy hơi đói. Đã đi mười mấy dặm đường rồi, ngay cả một dịch trạm dừng chân cũng không thấy đâu. Cứ đi tiếp xem sao, biết đâu phía trước sẽ có. Thiếu gia, cậu xem mấy dặm quanh đây đều không có người, xem ra chỉ có khoai lang ăn cho đỡ đói thôi. Cũng được, chúng ta hãy đào vài củ khoai lang ăn lót dạ đi. Dạ vâng, thiếu gia đợi tiểu nhân ở đây. Cẩn thận đó, đừng có giẫm hư ruộng của người ta. Biết rồi, thưa thiếu gia. Thiếu gia, cậu xem củ khoai này to chưa nè. Thiếu gia, cậu làm vậy là... Chúng ta ăn khoai lang của người ta thì phải gửi lại tiền khoai lang cho người ta chứ. Chỉ là mấy củ khoai thôi mà, huống gì nơi này hoang vắng không có người, làm gì có ai nhìn thấy chứ. Lời này sai rồi, không lẽ ngươi quên rằng người quân tử phải thận trọng lúc ở một mình sao? Cái này... Trời không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Dạ, thiếu gia. Thời tiết này... Thiếu gia, đợi tiểu nhân với. Thiếu gia, nhìn xem, có quán trà kìa. Mời. Uống xong chưa? Vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thiếu gia, chúng ta vừa mới ngồi xuống, nghỉ thêm lát nữa được không? Tiểu nhân sợ cậu mệt đó. Ta không mệt, chúng ta tranh thủ lên đường đi. Hôm nay nhất định phải đến được dịch trạm kế tiếp. Vậy để tiểu nhân uống thêm một chén nữa, thật khát quá. Bà ơi, sao bà lại khóc vậy? Dùng định hai chút rau dại, nhưng mà dạ cá mắc mờ, tay chân không chịu nghe lời nữa, không tìm thấy cọng rau nào cả. Vậy trong nhà bà còn con cái gì không? Thiếu gia, chúng ta không quen thuộc người ở vùng này, gấp rút lên đường quan trọng hơn. Chúng ta đi thôi. Bà gặp chuyện khó khăn gì sao? Chồng bà qua đời không bao lâu, đứa con trai lên núi kiếm củi bị ngã gãy chân, không có tiền đưa con đi chữa trị, trong nhà cũng không còn lương thực, bà biết phải làm sao đây? Bà ơi, bà chỉ có một người con trai này thôi sao? Bà không có con gái, đứa con trai này cũng không phải con ruột của bà. Không phải con ruột của bà? Vậy con trai ruột của bà đâu? Mệnh của bà khổ. Vào Tết Nguyên Tiêu hơn 40 năm về trước, bà dắt con trai đi xem hoa đăng, nhưng ai có ngờ. Bà ơi, bà cứ từ từ nói. Ai ngờ được, hôm đó người quá đông, con trai muốn ăn kẹo hồ lô, bà vừa trả tiền xong, quay lưng lại thì không nhìn thấy con đâu nữa. Vậy bà đã tìm thấy con trai chưa? Làm sao mà tìm thấy chứ? Sau khi về nhà, bà bị chồng mắng một trận, tự mình cảm thấy hổ thẹn nên đã bỏ nhà chồng mà đi. Hơn 20 năm qua, bà đi hỏi thăm tin tức con trai khắp nơi. Sau này già cả rồi, sức khỏe không ổn nữa, bà bắt đầu xin ăn lưu lạc tới nơi này. Có một ngày bà đói quá ngất ở ngoài đường, may mà có đứa con trai hiện nay cứu bà tỉnh lại.
chính là người con bị thương của bà sao? Đúng vậy, nó cũng không nơi nương tựa nên nhận bà làm mẹ nuôi. Vậy từ trước tới giờ bà vẫn không có tin tức của con trai ruột sao? Đã tìm hơn 40 năm rồi, nhưng mà không có một chút tin tức nào cả. Con trai của bà có đặc điểm gì không? Giữa hai chân mày của con trai bà có nốt ruồi son. Người xem tướng còn nói là số mệnh làm quan. Ai ngờ đâu, giờ đây không dễ gì mới nhận được một đứa con nuôi thì lại bị ngã gãy chân. Thiếu gia, đi thôi. Công tử, con đây là... Bà ơi, số tiền này bà cầm lấy trị bệnh cho con trai, rồi một chút thức ăn, đợi chân của con trai bà khỏi rồi thì sẽ không sao nữa. Chuyện này không được đâu. Thiếu gia, bà ơi, bà cứ cầm lấy đi, thương thế của con trai bà không thể chậm trễ được đâu. Thiếu gia, lỗ phí của chúng ta không còn nhiều đâu. Đừng nhiều lời. Bà ơi, bà làm gì vậy? Mau đi mời đại phu trị bệnh cho con trai bà đi. Công tử, con là đại ân nhân của nhà chúng tôi, ông trời sẽ phù hộ cho con. Thiếu gia, cậu sao vậy? Hôm nay trước tiên chúng ta cứ ở đây, có thể vài ngày sau không ở nổi trong dịch trạm được nữa. Vì sao vậy? Lộ phí của chúng ta không còn nhiều. Thiếu gia, ông trời không tuyệt đường người đâu. Người nói rất đúng, đại trưởng phu không nên vì chút chuyện nhỏ mà buồn bã hoảng sợ. Chuyến đi lần này của chúng ta thi đình quan trọng, không nên ưu phiền vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thiếu gia, cậu xem nè. Hả? Có cái này rồi, một đường này chúng ta không còn lo chuyện ăn ở nữa. Cái vòng vàng này người lấy ở đâu ra? Cậu còn nhớ cách đây 5 ngày chúng ta qua tỉnh Sơn Đông. Thiếu gia, đợi tiểu nhân với. Thiếu gia, tiểu nhân thấy cái vòng này ít nhất cũng trị giá mấy chục lượng bạc, dùng nó bù vào lộ phí chúng ta tha hồ dư giả, có phải vậy không thiếu gia? Nhặt vàng cất làm của riêng, đó gọi là tham lam. Người cười quỷ quán, người thân xấu hổ. Sao ngươi có thể làm như vậy? Không lẽ ngươi đã quên đạo lý làm người mà các vị thánh hiền xưa đã dạy lúc ngày thường theo ta đọc sách rồi sao? Hai người chúng ta nhanh chóng quay về Sơn Đông, tìm ra gia đình bị mất cái vòng vàng này mà trả lại cho người ta. Như vậy mới có thể bù đắp được tội nhặt của rơi không trả lại. Thiếu gia, việc này không được đâu. Biết sai không chịu sửa, ngươi... Thiếu gia, tiểu nhân biết lỗi rồi, nhưng cậu xem thời gian đi. Chúng ta quay về Sơn Đông, rồi quay trở lại kinh thành ứng thí. Đường xá xa xôi, đi tới đi lui như vậy, chỉ sợ chậm trễ khoa thi của thiếu gia, không phải là uổng công chuyến đi này sao? Cái vòng vàng này chắc do nha hoàn nô bộc nhà đó không cẩn thận làm mất. Nếu chúng ta không nhanh chóng trả lại, một khi chủ nhân tra khảo, thì không phải có người gì vậy mà bị trách tội sao? Nhẹ thì đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, nặng thì báo quan, phải vào ngồi tù. Nếu nha hoàn nô bộc không chịu được mà chết ở trong ngục, khiến người mất mạng, đây là do lỗi của ai gây ra vậy? Ta thà rằng không tham gia thi hội, nhưng cũng không thể vì lỗi lầm của chúng ta mà khiến người khác hàm quan chịu tội, chết không được minh bạch. Thiếu gia, tiểu nhân biết lỗi rồi. Từ nay về sau, tiểu nhân nhất định sẽ trừ bỏ tâm tham, làm lại từ đầu, tuyệt đối không cô phụ tấm lòng của thiếu gia. Tốt, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Hả? La Luân và Thư Đồng, một nắng hai sương, dầm mưa giải nắng, ngày đêm bôn ba trở về Sơn Đông. Nói sằng nói bậy, chẳng lẽ chiếc vòng vàng đó tự mình mọc cánh bay đi sao? Lão gia, ngài đừng trách mắng phu nhân nữa, đều tại con không tốt. Vậy ngươi nói đi, chiếc vòng đó rốt cuộc đang ở đâu? Con thực sự không biết. Ngươi có biết chiếc vòng vàng đó là bảo vật gia truyền đã truyền ba đời của nhà chúng ta, sao có thể nói không thấy là không thấy được hả? Lão gia, tôi biết đó là bảo vật gia truyền, nhưng không biết là mất như thế nào.
vật quý giá như vậy đeo trên tay nàng, ngay cả làm mất thế nào mà nàng cũng không biết. Nàng còn mặt mũi ở đây mà khóc lóc hay sao? Thì biết lỗi rồi. Biết lỗi thì có ích gì? Ta làm sao biết được nàng có đem cái vòng vàng đó lén tặng người khác hay không chứ? Nàng thật không biết cách chỉ ra. Lão già, tiếp không có. Lão già, là lỗi của con, xin ngài đừng trách phu nhân nữa. Ngươi cùng mặt mũi nói lời này sao? Ta lập tức đưa ngươi đến nhà môn, nhà quan phủ xét xử, trị tội trọng trách của ngươi. Hả? Lão già, đừng mà. Tiểu lang đến nhà chúng ta từ nhỏ, tình cảm như người một nhà sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Thiếu gia, chính là nhà này. Đến đây tìm ai vậy? Chúng ta tới tìm chủ nhân của ngôi nhà này. Nàng còn nói giúp nó nữa. Nhìn bộ dạng của hai người các người thì ta đã biết các người mưu đồ gây rối. Nếu không mau nói ra sự thật, ta sẽ đuổi một người ra khỏi nhà, còn người kia thì tống vào đại lao. Lão gia, đừng mà. Lão gia, có người cầu kiến. Còn nghe người ra làm gì? Còn không mau lui xuống đi. Dạ. Tiểu sinh bái kiến trang chủ. Để có việc gì sao? Tiên sinh, có phải trong nhà huynh có mất đồ gì không? Đúng vậy, mất một chiếc vòng vàng. Để làm sao biết được? Tại hạ là La Luân, đến đây chính là để trả lại cái vòng vàng. Hả? Cái gì? Thứ ngài bị mất có phải là chiếc vòng vàng này hay không? Tiên sinh, xin xem thử. Hả? Tại sao lại ở chỗ của đệ? Chuyện này là thế nào? Nói ra thật xấu hổ. Vài ngày trước đây, đệ và thư đồng đi ngang qua trước cửa nhà huynh. Thư đồng nhặt được chiếc vòng vàng này, không ngờ lại giấu làm của riêng. Mãi cho đến 3 ngày trước mới nói ra chuyện này. Đệ cùng với hắn liền vội vàng quay trở lại đi. Hả? Tiểu nhân nhất thời khởi niệm tham lam, không nên giữ chiếc vòng vàng nhặt được này làm của riêng. Mong ngài tha thứ. Điều do đệ không biết dạy dỗ, bây giờ trả lại cho chủ nhân của nó. Tôi nhặt vòng nhưng chậm trễ trả lại, xin huynh lượng thứ. Hay là việc này là công tử đệ. Hay là được rồi, chiếc vòng quay về là tốt rồi. Mau để cậu ấy đứng dậy đi. Để cậu ấy đứng dậy đi ha. Mau đứng lên đi. Cậu không tạ ơn trang chủ. Cảm ơn ngài đã không trách cứ. Hay, cậu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn công tử nhà cậu mới đúng. Sự thanh liêm chính trực của đệ ấy đã cứu cả nhà chúng ta. Mau đi kêu phu nhân đến đây, nói với nàng ấy đã tìm thấy chiếc vòng rồi. Hả? Dạ lão gia. Phu nhân. Hả? Phu nhân, người đây là... Phu nhân, sao người lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nếu người đi rồi, thì Tiểu Lan làm sao mà sống đi? Tiểu Lan, đệ tại ta không tốt, không có năng lực bảo vệ con. Sợ rằng còn gặp tội danh bị chồng bỏ, gặp phải nỗi oan khó giải bày. Ta còn một mũi nào gặp người khác nữa. Phu nhân, đã tìm thấy chiếc vòng vàng rồi. Hả? Có thật không? Dạ thật, có người mang tới trả rồi phu nhân. Phu nhân, tốt quá rồi. Ân nhân, mau đứng lên đi. Là công tử, đệ là ân nhân của gia đình chúng ta. Nếu không có sự thanh liêm nhân nghĩa của đệ, huynh có khả năng đã trút giận lên người khác, sau cùng nhà tan cửa nát. Xin nhận một lãi này của huynh, cảm ơn đệ. Xin đừng nói vậy, là do đệ ngày thường giáo huấn không nghiêm, nên thư đồng mới phạm phải tội cất giấu của riêng, trách nhiệm trong đó ta cũng khó mà thoát tội được. Đâu có. Con trai của bà có đặc điểm gì không? Giữa hai chân mày của con trai bà có nốt ruồi son. Vị huynh đài này, có câu này không biết đệ có nên nói ra hay không? Xin cứ nói, đừng ngại. Trên đường đi, đệ có gặp một bà lão. Bà ấy từng có một đứa con trai, thất lạc hơn 40 năm. Bà ấy nói giữa hai chân mày con trai bà ấy có nốt ruồi son. Công tử, đệ không những đã cứu mạng phu nhân và nha hoàn nhà huynh, còn giúp huynh tìm lại người mẹ đã thất lạc hơn 40 năm.
đại ân đại đức này cả đời này cũng không thể nào báo đáp được. Ngày mai huynh sẽ chuẩn bị hành lý để đi đón mẫu thân và người huynh đệ ân nhân ấy về nhà. Chút lòng thành này mong đệ hãy nhận lấy. Huynh không cần phải làm vậy, đây là đạo làm người, không đáng để cảm ơn. Tại hạ còn phải lên đường, xin cáo biệt nơi đây. Hy vọng huynh đài và phu nhân trân trọng lẫn nhau. Sau đó, La Luân kịp đến kỳ thi hội, đồng thời thi đậu được trạng nguyên. Liêm là khí tiết của đức hạnh, người quân tử nhân từ ắt sẽ được phước báo. La Luân nhặt được vàng không tham, tâm địa nhân từ khoan thứ, lo lắng thông cảm cho người mất của, niệm niệm đều xuất phát từ sự chí thành. Vì vậy La Luân mới có thể trở thành trạng nguyên, mà phong phạm thanh liêm không tham lam của La Luân cũng vì thế mà lưu truyền thiên cổ.